khi sửa chữa xe ô tô, người đàn ông này phát hiện ra một chuyện chấn động. Thân chiếc xe được làm toàn bộ bằng vàng, anh ta không thể tin vào mắt mình, tiếp tục mở nắp máy, cào mạnh thêm vài lần, màu vàng nhanh chóng lộ ra. Lúc này anh ta rất bối rối, nhưng vẫn tiếp tục vui sướng đánh bóng các bộ phận khác. Cả đều lộ ra màu vàng, vừa đánh bóng anh vừa mơ về tương lai, rằng mình sẽ trở nên giàu có, không còn lo lắng chuyện sau này nữa. Để người khác không phát hiện ra, anh ta sơn lại xe màu trắng để che đi màu xe cũ. Anh ta không khỏi mừng thầm, cưa lấy một đạn ống xả, rồi mang đến tiệm cầm đồ để xác nhận. Chủ tiệm cầm đồ nhận lấy với vẻ khinh thường, nói rằng có là vàng thì cũng là vàng pha tạp chất, và chỉ mua với mức giá thấp nhất. Vừa nói ông ta vừa đánh bóng đồ vật cầm trên tay, rồi thêm vài giọt thuốc thử, bằng cách này có thể kiểm tra độ tinh khiết của vàng và lượng tạp chất chứa trong đó thông qua màu của phản ứng. Khi có kết quả, chủ tiệm cầm đồ sửng sốt, ông ta không tin chàng trai ăn mặc tồi tàn này lại có thể có vàng có độ tinh khiết cao như vậy. Ông hỏi